Thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong quản lý hoạt động của các bến bãi ven sông, kênh trục nội đồng, đến nay tất cả các huyện thị xã thành phố đã giả soát, phân loại danh mục bến bãi, trên cơ sở đó sẽ dừng chấm dứt hoạt động và giải tỏa bến bãi không phù hợp quy hoạch trong năm 2024. Để thực hiện theo đúng kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn các chủ bến bãi hoàn thiện các thủ tục pháp lý xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2024, tổng hợp các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và có kiến nghị cụ thể rõ ràng đối với từng nội dung gửi các sở ngành liên quan để được hướng dẫn thực hiện. Chỉ đạo triển khai dừng, chấm dứt hoạt động và giải tỏa bến bãi không phù hợp với quy hoạch xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với các biến bãi không có thủ tục pháp lý, phải chấm dứt hoạt động và tự thực hiện giải tỏa xong trước ngày 15 tháng 6 và thực hiện trình tự cưỡng chế giải tỏa xong trước ngày 15 tháng 9 năm 2024. Dừng hoạt động, kiến nghị thu hồi thủ tục đầu tư và yêu cầu chấm dứt hoạt động, giải tỏa biến bãi chỉ có thủ tục pháp lý về đầu tư. Thời gian kiến nghị thu hồi vận động xong trước ngày 15 tháng 6, thực hiện trình tự cưỡng chế xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2024. Đối với các bến bãi có thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai và các thủ tục pháp lý khác, dừng hoạt động, xây dựng kế hoạch đền bù, thu hồi dự án bến bãi hoặc chuyển đổi sang dự án phù hợp với quy hoạch xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2024. Đối với bến bãi cần thiết xem xét đề xuất bổ sung vào quy hoạch, dừng hoạt động, giả soát đề nghị điều chỉnh quy hoạch theo quy định xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Chấm dứt hoạt động giải tỏa bến bãi nếu không được phê duyệt điều chỉnh xong trước ngày 15 tháng 9 năm 2024 nếu được điều chỉnh phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý sau khi đủ thủ tục pháp lý mới được hoạt động theo quy định